Số 1. Có gì đó dưới tầng hầm. Một YouTuber đã đăng tải trên kênh của anh ta một đoạn video đáng sợ. Theo như anh ta kể lại rằng, dạo gần đây, vào ban đêm anh ta thường xuyên nghe thấy một số âm thanh rất lạ. Sau một thời gian tìm hiểu, anh ta phát hiện âm thanh kia phát ra từ tầng hầm bên dưới ngôi nhà mà anh ta đang sống. Vì tò mò về những tiếng động lạ trên, ngày hôm nay anh ta cùng với em trai của mình quyết định đi xuống đó để kiểm tra. Anh ta đã khóa cánh cửa đi xuống để chắc chắn rằng không có thứ gì có thể chạy ra ngoài. Họ bắt đầu đi từ từ xuống tầng hầm và đó cũng là lúc một thứ gì đó đã xuất hiện. Stop, stop, stop. Stay by me. It was glass. Hold on. Oh, shit, get. Oh, God. What? No, 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 no. We gotta get the fuck out of here. We gotta get out of here. What are we gonna do? Where's it going? No, 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 stop, stop. Here. You locked us in. I gotta go. You locked us in. One more time, one more time, one more time, one more time. One more time, one more time. One more time. One more time. Go, 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 go. Go, go, go. Get up. That's fucking locked. Here, go, 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 just rip it off. You gotta go, 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 go. Bạn có thể thấy, họ đã bật đèn ở dưới tầng hầm để có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Nhưng trong lúc đang kiểm tra tất cả các ngóc ngách ở đây, thì lúc này bóng đèn ở đây đột nhiên tắt. Họ nghĩ rằng có gì đó không ổn đang diễn ra, và điều gì đến cũng đã đến. Khi họ bắt đầu trở lên lại trên phòng, thì ở ngay lối ra vào là một thứ gì đó không xác định đang đứng ngay đó và nhìn họ. Sau một lúc thì biến mất. Họ đã rất sợ hãi và chạy thật nhanh lên trên nhà. Đây đúng là một trải nghiệm khó quên đối với họ. Theo bạn, hình dáng màu đen kia là gì? Đó có thực sự là một linh hồn nào đó đang trú ngụ bên trong ngôi nhà này hay không? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Hold on. Oh, shit, get. Oh, God. What? No. Số 2. Bí ẩn những ngôi mộ. Đoạn video này được một người đàn ông quay lại tại một nghĩa trang. Như bạn có thể thấy, mọi người ở đây đang rất tiếc thương cho người thân của họ và đang có một đội khiêng hòm đang chuẩn bị đưa chiếc hòm vào để làm lễ. Nhưng đó không phải là nội dung chính trong đoạn video này. Hãy chú ý người đàn ông áo xanh. Dường như anh ta đã bị trượt chân và ngã xuống chiếc hố đó. Và những gì chúng ta sắp nhìn thấy sau đây sẽ khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Bạn có thể thấy, khi anh ta trượt chân và ngã xuống chiếc hố kia, khi anh ta vừa rơi xuống, nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy một bàn tay của ai đó nắm lấy vai anh ta và kéo mạnh xuống. Nhiều người xem cho biết, rất có thể bàn tay đó là của một linh hồn, và họ đã cố tình đẩy ngã anh ta. Sau khi đăng tải đoạn video trên đã có rất nhiều bình luận trái chiều về bàn tay từ hư không kia, đến nay vẫn chưa ai có thể giải thích được hiện tượng đáng sợ này. Bạn nghĩ gì khi xem xong đoạn video trên? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn.
Số 3. Thu tần số âm thanh bên ngôi mộ. Một nhóm điều tra tâm linh chuyên đi đến những ngôi mộ mới chôn cất để thu một loại âm thanh mà linh hồn người đã khuất thường phát ra. Ngày hôm nay, họ đã xin phép chủ nhà và đến đây đặt máy thu âm bên cạnh ngôi mộ. Sau một lúc, những hiện tượng bí ẩn bắt đầu xảy ra. Mời bạn xem đoạn video sau để nhìn rõ hơn nhé. Xin mời. Simak terus ya, biar tidak gagal faham, biar tahu apa yang terjadi. Bạn có thể thấy, họ đã để một chiếc điện thoại ở đó. Sau một lúc, chiếc điện thoại đột nhiên bốc cháy một cách rất bí ẩn. Họ đã đi đến để kiểm tra vì sao chiếc điện thoại lại bốc cháy, nhưng vẫn không tìm ra lý do. Có lẽ nào đây là do một linh hồn nào đó gây nên. Tôi nghĩ có thể họ đã chọc giận những linh hồn ở đây, cho nên họ đã khiến cho chiếc điện thoại bốc cháy dữ dội đến vậy. Thật đáng sợ. Bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.